Phương Thúy xin kính chào quý vị đến với bản tin thời sự nóng cập nhật liên tục với tin tức mới nhất trong nước và trên thế giới trên kênh Tin Mới. Bản tin ngày hôm nay sẽ có nội dung gì đáng chú ý? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Chào các bạn khán giả thân yêu của Tin Mới. Các bạn thân mến, như chúng mình cũng đã nhiều lần đề cập, người bạn hàng xóm không mấy tốt đẹp của chúng ta, Trung Quốc vẫn luôn có âm mưu tham vọng chiếm trọn Biển Đông. Và để hiện thực hóa âm mưu này, Trung Quốc không ngại sử dụng bất cứ thủ đoạn nào. Nói đúng hơn, quốc gia này còn sẵn sàng dùng mưu hèn kế bẩn thông qua lực lượng hải cảnh để có thể đạt được mục đích của mình. Không chỉ một lần mà chúng còn lặp đi lặp lại. Những thủ đoạn ấy đã khiến các nước Đông Nam Á nhỏ bé nhiều phen lao đao. Thế nhưng ngược lại, Việt Nam chúng ta thì khác, đất nước của sự quật cường vẫn hiên ngang bước qua những hành động xấu xa của Trung Quốc gây ra, diễn biến đó như thế nào? Nhưng thủ đoạn mà hải cảnh Trung Quốc đã sử dụng nhằm phục vụ cho mưu đồ của mình thì sao? Chúng ta hãy cùng khám phá ngay sau đây. Các bạn thân mến, nếu thường xuyên cập nhật về diễn biến trên Biển Đông, chắc hẳn các bạn sẽ không còn xa lạ gì với lực lượng hải cảnh của Trung Quốc. Có thể nói đây là một lực lượng vừa quen lại vừa lạ. Quen vì sao ạ? Vì các tàu của lực lượng này gần như xuất hiện trong toàn bộ các vấn đề trên biển, chẳng hạn như trận đấu vòi rồng trên biển Hoa Đông với tuần duyên Nhật Bản, rồi sự kiện năm 2014 Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng độc quyền kinh tế của Việt Nam, và xa hơn một chút là sự vụ giành quyền kiểm soát thực tế bãi cạn Scarborough từ tay Philippines trong năm 2012. Theo như thống kê của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế của Mỹ, công bố vào hồi tháng 9 năm 2016, trong số tất cả 45 vụ đụng độ trên Biển Đông, từ năm 2010 thì hải cảnh Trung Quốc góp mặt tới 30 lần. Còn lạ là bởi vì không ai biết chính xác rằng lực lượng này thực sự có bao nhiêu tàu và chủng loại ra sao. Theo các nguồn kiểm đếm từ phương Tây thì Trung Quốc có 164 tàu hải cảnh với khoảng 16.300 nhân lực. Thế nhưng chắc chắn rằng con số này đã lỗi thời vào thời điểm hiện tại sau khi đến nước này liên tục bổ sung các tàu hải quân cũ, đồng thời nhận các tàu hải cảnh thế hệ mới. Nói thêm một chút về hải cảnh Trung Quốc, đây là một trong ba lực lượng chủ lực sẽ phục vụ cho âm mưu bành trướng trên Biển Đông của Trung Quốc, bao gồm hải quân, hải cảnh và dân quân biển. Trước đây, quyền chỉ huy lực lượng này thuộc Cục Hải dương Quốc gia, thế nhưng kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2018, hải cảnh đã được chuyển giao quyền chỉ huy. Theo đó, lực lượng này sẽ chịu sự kiểm soát trực tiếp của Quân ủy Trung ương Trung Quốc. Điều này cũng đồng nghĩa với việc quyền lực của hải cảnh gia tăng đáng kể, đóng vai trò lớn hơn trong trường hợp khẩn cấp hay xảy ra khủng hoảng, trong đó bao gồm cả chiến tranh. Từ đây, Trung Quốc đã tăng đáng kể nguồn lực đầu tư cho hải cảnh, biên chế nhiều tàu tuần tra, trang bị nhiều vũ khí, hỏa lực mạnh khiến chúng không khác gì tàu chiến. Điều đáng nói, các tàu hải cảnh mới được biên chế đều có kích thước tương đương hay thậm chí là lớn hơn các tàu hải quân. Chẳng hạn, tàu hải cảnh số hiệu 291 và 3901 với chiều dài là 165m, lượng dặn nước lên đến 12.000 tấn, gấp rưỡi tàu khu trục lớn nhất hiện có trong biên chế của hải quân là Type-052D chỉ có 7.500 tấn. Dù hải cảnh Trung Quốc tuyên bố triển khai lực lượng chỉ để thực thi pháp luật và đảm bảo an ninh hàng hải, thế nhưng tàu hải cảnh cỡ lớn của nước này lại được trang bị pháo 76 ly ngang cơ với các tàu chiến của hải quân, thêm vào đó còn có hệ thống phòng thủ tầm gần và pháo phòng không. Trong khi đó thì thông thường, các tàu tuần tra của hải cảnh với nhiệm vụ này thường chỉ mang tới pháo 30 ly. Không nhiều quốc gia sử dụng pháo hạng nặng đến như vậy, rồi các tàu hải cảnh thuộc lớp Type 818B, lượng dặn nước khoảng 3.000 tấn, dài 134m. Khi đặt chúng cạnh các khinh hạm lớp Type 054A thì quả thực là không hề kém cạnh, thậm chí còn có phần hoành tráng hơn với đài chỉ huy cao hơn. Lớp tàu hải cảnh 4.000 tấn này chỉ kém bên hải quân đúng về số lượng, còn lại thì hoàn toàn không thua kém gì cả. Các tàu nhỏ hơn như Type 718B từ 1.000 đến 2.000 tấn liên tục được đóng mới và biên chế trong 2 năm gần đây. Tốc độ được xem là ngang cơ với hải quân. Thiết kế các tàu hải cảnh dựa trên các bản thiết kế tàu hải quân, điều này được cho là nằm trong tính toán chiến lược lâu dài của Trung Quốc. Trong trường hợp cần thiết, tàu hải cảnh sẽ được hoán đổi, lắp thêm vũ khí, hệ thống điện tử để trở thành những chiếc tàu chiến thực thụ. Đây là nước đi có tính toán cẩn thận của giới cầm quyền. Nó cho thấy tầm nhìn chiến lược của một kẻ đã sẵn sàng chiến đấu trong các cuộc đối đầu ở những vùng biển tranh chấp trong tương lai. Thực tế, vào thời điểm hiện tại, Trung Quốc không thực sự cần thiết phải dùng đến tàu hải quân để đối phó hay là tiến hành các hoạt động mang tính cưỡng ép các nước khác trong khu vực. Bởi lẽ hải cảnh thực sự đã trở thành công cụ hiệu quả đến mức lãnh đạo Trung Quốc hoàn toàn có thể bất ngờ trong việc thực thi các yêu sách chủ quyền vô lý của họ trên biển. Với mục tiêu chiếm Biển Đông cho quốc gia,
củng cố cái mà Bắc Kinh gọi là chủ quyền trên biển, hải cảnh với tàu dân quân thực chất là lực lượng quân sự bán chính thức, được Trung Quốc điều động, lực lượng mang tính chiến lược trong thực hiện thủ đoạn đứng hàng số 1 của Trung Quốc, đó là chiến thuật vùng xám. Một chiêu bài mà thực tế ngoài Việt Nam tránh được ra thì các nước Đông Nam Á đều đã từng bị rơi vào bẫy. Chiến thuật này được hiểu một cách đơn giản là việc Trung Quốc áp dụng các hành vi gây căng thẳng, chưa đạt tới mức sử dụng các biện pháp quân sự nhưng vẫn đạt được mục đích của mình. Trong nhiều năm, chiến thuật này được Trung Quốc áp dụng với nhiều hình thức, liên tục được thử nghiệm, điều chỉnh dần qua những cuộc đối đầu với lực lượng chấp pháp của các nước, đặc biệt là ở Biển Đông từ năm 2006. Nhưng chung quy vẫn là bình cũ rượu mới mà thôi. Những hành động quấy rối đó được thực hiện với mục đích là thay đổi hiện trạng, hợp thức hóa vùng biển không tranh chấp thành có tranh chấp và gây lúng túng trong việc phản ứng cho các nước. Họ sử dụng các lực lượng nửa quân sự, nửa không quân sự để tiến hành các nhiệm vụ quân sự. Trung Quốc hiện đang có một lực lượng đông đảo các tàu hải ngư hiện đại, hoán cải từ tàu hải quân cũ. Lực lượng này rất hung hăng, hiếu chiến nhất trong việc ngăn cản tàu các quốc gia khác hoạt động trong vùng biển được cho là của mình. Thực chất, những tàu này sử dụng với mục đích lách luật để tiếp cận các khu vực mà tàu hải quân không được phép hoạt động, thực hiện các nhiệm vụ mà hải quân không được thực hiện trên vùng lãnh hải của nước khác. Sự tồn tại của dân quân biển đến nay đã không còn là điều bí mật, dù cho Trung Quốc luôn cố tình che giấu. Hình ảnh ghi nhận được từ vệ tinh có độ phân giải cao cho biết luôn có 200-300 tàu cá của Trung Quốc vây xung quanh đá Subi và Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Hầu hết là những con tàu trên 500 tấn, đồng nghĩa là chúng bắt buộc phải có hệ thống nhận dạng tự động AIS. Tuy nhiên, chưa đầy 5% trong số này thực sự phát ra tín hiệu AIS. Điều này cho thấy Trung Quốc cố tình che giấu số lượng cũng như những hành động của các đội tàu cá đó. Sử dụng các tàu cá ra tuyến đầu, nhưng Trung Quốc còn có thêm quân đội phía sau. Nếu các nước khác dùng tàu quân sự phản ứng lại thì Trung Quốc sẽ lấy cớ để đưa hải quân vào cuộc, núp bóng dân sự. Trung Quốc sử dụng các lực lượng như hải cảnh, tự xưng là lực lượng chấp pháp trên Biển Đông giữa vùng biển đang tranh chấp. Lực lượng này tự đơn phương áp đặt luật lệ, kiểm soát vùng biển dưới mác là quyền lực hợp pháp. Đó chính là chiêu trò mà anh bạn này đã theo đuổi trong dã tâm kiểm soát toàn bộ Biển Đông của mình, và họ đã thành công trong nhiều lần với các nước trong khu vực vùng biển tranh chấp, chẳng hạn như vở kịch ở bãi cạn Scarborough, Philippines. Hai máy bay của Philippines nhìn thấy tàu ngư dân Trung Quốc neo đậu ở bãi cạn Scarborough. Thời điểm đó, nhiều bên tuyên bố chủ quyền nhưng Manila vẫn là bên kiểm soát. Trong tình huống đó, Philippines đã ngay lập tức rơi vào bẫy do Trung Quốc răng ra chờ sẵn khi điều động tàu khu trục BRP Gregorio de Pila đến bãi cạn. Chỉ chờ có vậy, những người trên tàu ngay lập tức có cuộc gọi khẩn đến nhà chức trách ở tỉnh Hải Nam. Hai tàu giám sát biển Trung Quốc tuần tra gần đó có mặt tức thì, hai bên vào trận thế giằng co. Tàu Trung Quốc ngang ngược chặn lối ra khỏi đầm phá của Philippines. Lực lượng này buộc rơi vào tình thế nội bất xuất, ngoại bất nhập. Thậm chí là Manila còn không thể tiếp tế cho người của mình ở bên trong. Diễn biến tiếp tục căng thẳng, các nhà lãnh đạo tìm đến giải pháp ngoại giao nhưng cũng không thành công. Đỉnh điểm, 5 tàu hải cảnh cùng hơn 10 tàu cá của Trung Quốc đã trực tiếp đối đầu với 2 tàu của Philippines trên biển. Rõ ràng, đội quân Trung Quốc đã hoàn toàn áp thế về mặt lực lượng. Sau 2 tháng nỗ lực ngoại giao thỏa thuận, Philippines cuối cùng cũng đã kéo được 2 tàu của mình ra khỏi bãi cạn Scarborough. Trong khi đó, Trung Quốc vẫn tiếp tục ở lại và hoàn toàn không có ý định rời đi, mặc cho Philippines tố rằng đã không thực hiện đúng như thỏa thuận. Vậy là Bắc Kinh đã thành công trong chiến thuật vùng xám của mình. Không cần sử dụng đến chiến tranh, họ vẫn giành được vùng biển họ mong muốn. Điều này đã được khẳng định khi Trung Quốc xây dựng tại đây bãi cọc gồm 7 cọc đá, đồng thời còn tìm cách hạn chế các phương tiện tiếp cận khu vực này. Sau đó, Philippines đã nhiều lần tố tàu Trung Quốc cố tình đâm tàu của ngư dân nước này, nhưng cũng không thể thay đổi được điều gì cả. Mọi thứ đều đã rơi và thế đã rồi. Tiếp tục là vụ việc ở Đá Ba Đầu mới đây, chính xác là một vụ bãi cạn Scarborough thứ hai mà Trung Quốc cố tình thực hiện ở Biển Đông. Philippines cho biết phát hiện hơn 200 tàu cá ở Đá Ba Đầu thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Manila nhanh chóng gửi công hàm phản đối Trung Quốc. Trong khi đó, Bắc Kinh vẫn ngang nhiên khẳng định đây là khu vực của mình. Các tàu chỉ đang khu trú vì biển động. Sự hiện diện này kéo dài ít nhất là từ tháng 12 năm ngoái đến nay. Điều này cho thấy Bắc Kinh quyết tâm khẳng định sự hiện diện của mình trong vùng biển này. Rõ ràng, cường quốc châu Á đang cùng một lúc thực hiện 3 chiến thuật để gây sự mà hoàn toàn không dùng đến vũ lực, hòng đạt được ý đồ bá quyền trên Biển Đông của mình, hay còn gọi là tam chủng chiến pháp. Trước hết, nước này tái diễn chiến thuật vùng xám bằng mọi cách, khiến đối phương mệt mỏi nhưng lại không tiến tới chiến tranh. Trước hành động này của mình, nhận về vô vàn các chỉ trích quốc tế, Trung Quốc thúc đẩy chính sách ngoại giao chiến lang, một chiến thuật trên mặt trận đối ngoại.
biểu hiện của nó chính là những lời đe dọa, cảnh báo tới tất cả các quốc gia, không chỉ trong vấn đề Biển Đông, với tư thế của một nước lớn chỉ trích các nước là can thiệp và gây bất ổn. Chiến thuật này không chỉ thể hiện trong các phát ngôn gay gắt của nhà ngoại giao Trung Quốc, mà còn thể hiện ngay trong các hành động hung hăng, gây hấn trên biển như đâm ba tàu cá, trả đũa, trừng phạt Mỹ và các nước phương Tây. Chính sách này giúp Bắc Kinh khẳng định sức mạnh, kể câu chuyện theo cách mà mình mong muốn. Ngoài mặt ngoại giao và thực địa, Trung Quốc còn hành động cả về mặt pháp lý. Bất chấp những phản đối từ phía quốc tế, Bắc Kinh vẫn ngang nhiên ban hành luật hải cảnh, cho phép sử dụng vũ khí với các tàu nước ngoài. Đây được cho là một chiến thuật pháp lý của nước này. Theo luật này, hải cảnh Trung Quốc được phép sử dụng mọi phương tiện để ngăn chặn các mối đe dọa từ tàu nước ngoài, được phép phá hủy các công trình do những nước khác xây dựng trên các thực thể mà Bắc Kinh có yêu sách chủ quyền, cũng như được phép lên tàu nước ngoài kiểm tra. Mục tiêu của luật này thực chất là nhằm tăng cường quyền kiểm soát của Trung Quốc đối với các vùng biển có tranh chấp. Tất cả những động thái này xảy ra liên tiếp và không có dấu hiệu dừng lại, khiến nhiều quốc gia Đông Nam Á có vùng biển tranh chấp dần mệt mỏi. Biển Đông giờ đã không còn là câu chuyện riêng của một số bên nữa, khi mà an ninh và sự ổn định trên Biển Đông đóng vai trò lớn trong việc phát triển của khu vực và quốc tế, chắc chắn cần phải có giải pháp cứng rắn hơn với Trung Quốc trước khi tình hình căng thẳng ngày càng leo thang, trở thành mối lo ngại lớn cho hòa bình và trật tự dựa trên những luật lệ. Quý vị và các bạn thân mến, một lần nữa chúng ta lại được nhìn thấy rõ ràng hơn về sự xảo trá âm mưu của Trung Quốc, liệu sẽ có giải pháp nào cho tình thế này? Hãy cùng theo dõi tin mới để cập nhật những thông tin bổ ích trong những số tiếp theo nhé. Bình luận cho chúng mình biết ý kiến, đồng thời like, share, subscribe để ủng hộ cho chúng mình nữa nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của Ba Bài Tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của tin mới.